quý vị, hẳn là đa số quý vị ở đây đều đã đọc qua tác phẩm Hiểu Về Trái Tim và có nhiều chương trong đó quý vị tâm đắc. Riêng con Trăng Khuya thì một trong những chương mà con tâm đắc nhất là chương Chịu Đựng. Tại vì ở trong chương đó dạy cho con nhiều phương pháp để đối mặt với những cái khổ đau hay khó khăn trong cuộc sống. Con nhớ có một đoạn trong chương đó nói là đại ý là ai cũng có những nỗi khổ niềm đau hay những khó khăn. Vấn đề là cái dung lượng trái tim của mình rộng lớn bao nhiêu để chứa đựng nỗi khổ niềm đau đó. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ được nghe sư Minh Niệm trao đổi nhiều hơn về việc nới rộng dung lượng trái tim. Con xin bắt đầu bằng câu hỏi đầu tiên là thưa sư, nới rộng dung lượng trái tim nghe như là một lời khuyên và con tin là nó sẽ mang đến những cái lợi lạc nhất định cho nhiều người. Vậy thì sư có thể cho con và đại chúng biết rõ hơn là tại sao mình phải nới rộng dung lượng trái tim, và trong một liên hệ tình cảm, nếu một bên chấp nhận nới rộng dung lượng trái tim có vẻ như là họ chấp nhận hy sinh một cái gì đó, vậy thì những cái thiệt thòi của người đó là những cái gì ạ? Thưa đại chúng, trước hết chúng ta có thể hiểu là trái tim của chúng ta nó có cái khả năng chứa đựng, gọi là dung lượng của trái tim. Nói như cụ Nguyễn Du đó là có dung kẻ dưới mới là lượng trên. Tức là khi mà mình dung cho kẻ dưới, tức là bao dung. Bao dung có nghĩa là ôm hết, không có loại trừ, không có đẩy đi. Nếu mình có được một cái khả năng như vậy đó thì mình xứng đáng được gọi là bậc bề trên, tức là người trên trước. Trên thực tế thì cái dung lượng trái tim của chúng ta nó tùy thuộc vào cái phẩm chất đời sống của chúng ta. Và nó còn tùy thuộc vào cái sự luyện tập của chúng ta. Nó có tùy thuộc một ít và di truyền. Tức là trong cái cấu trúc di truyền nó có chứa sẵn những cái tố chất. Có thể là bạn được thừa hưởng từ nơi cha, nơi mẹ, hoặc là từ ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, hoặc là nhiều thế hệ trước. Nhưng mà đến cái hợp thể của bạn, có thể cái phần dung lượng trái tim của bạn, cái sức bao dung của bạn nó nhỉnh hơn những anh chị em khác trong gia đình hoặc là những thế hệ trước bạn. Cái đó là sự may mắn của bạn. Và bạn lớn lên trong một môi trường có rất nhiều điều kiện để bạn thực tập cái sức chứa đựng trong trái tim của bạn từ hồi nhỏ. Cho nên khi lớn lên bạn đã có sẵn một cái tính năng, đó là cố gắng chấp nhận càng nhiều càng tốt. Thay vì bạn có một cái tính năng khác, đó là loại trừ được càng nhiều càng tốt. Rồi phẩm chất đời sống của bạn ổn định, bạn giữ vững phong độ, bạn giữ vững được năng lượng của mình. Lúc nào bạn cũng có sự cân bằng, sự thoải mái, vui vẻ trong cuộc sống, thì bạn sẽ giữ được một cái dung lượng trái tim ở cái mức tốt nhất có thể. Còn nếu mà bạn có thêm cái sự rèn luyện, thí dụ như bạn rèn luyện để trở thành một nhà lãnh đạo, bạn rèn luyện để trở thành một người đàn ông hay là một người phụ nữ của gia đình, một người cha, một người mẹ, bạn đã kinh qua những cái thăng trầm khó khăn trong đời sống, hoặc là trong quá trình tu luyện như thế nào đó, bạn đã có thể làm cho trái tim bạn rộng lớn hơn người bình thường, hoặc là rộng lớn hơn trước khi bạn tu luyện. Vậy cho nên là bạn sở hữu một cái dung lượng trái tim lớn. Tuy nhiên, nếu mà bạn không giữ được cái mức quân bình về mặt tâm lý, tức là một lúc nào đó năng lượng của bạn tụt xuống vì một lý do nào đó mà bạn đã không giữ được phong độ, thì lúc đó dung lượng trái tim của bạn nó sẽ thu hẹp lại và bạn bắt đầu cảm thấy rất là khó khăn để đi vào trong cuộc sống. Bạn cảm thấy ai cũng có vấn đề, ai cũng khó chịu và rất là khó để tiếp xúc hay là để gắn kết hoặc làm việc hoặc là sống chung với họ. Vậy cho nên sống trong cuộc đời này vốn nó có rất nhiều điều bất như ý,
nó đang xen vào những điều như ý. Cuộc đời cũng có những người dễ chịu, cũng có những người khó chịu. Và chính một con người dễ chịu đó, nhưng mà có khi họ cũng đánh rơi phong độ, họ cũng trở nên khó chịu, họ cũng có những vấn đề, có những cái rắc rối. Và bản chất công việc và đời sống cũng vậy, nó cũng có những rắc rối, nó cũng có những cái trái duyên nghịch cảnh. Mà nếu chúng ta không có sẵn một cái sức chịu đựng á, thì chúng ta sẽ bị dội lại, chúng ta sẽ bị chùng bước, có thể là chúng ta sẽ chán nản và bỏ cuộc. Và như vậy thì chúng ta sẽ khó để gắn kết một liên hệ nào lâu bền. Tại vì trong bản chất mỗi đối tượng, chúng ta nên nhớ rằng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Họ có thể tử tế đó và họ có thể đánh mất sự tử tế bất cứ lúc nào. Họ dễ thương đó và họ có thể đánh mất sự dễ thương bất cứ lúc nào. Cho nên nếu bạn đã có sẵn một cái tập tin ở trong đầu rằng là cố gắng mở rộng dung lượng trái tim ra để chấp nhận các đối tượng khó chịu xung quanh mình càng nhiều càng tốt, thì bạn có nhiều cơ hội để đứng vững trong cuộc đời này, hoặc là thiết lập vững vàng các liên hệ thương yêu. Và cái câu hỏi còn lại của Trăng Khuya đó là khi mà mình phải bao dung, dung thứ, dung nạp cho một đối tượng thì mình chắc chắn có chịu thiệt thòi. Thế cho nên là trong tiếng Hán Việt mình có từ nhẫn nhục. Quý vị chắc biết từ nhẫn nhục. Nhẫn có nghĩa là chịu đựng. Còn nhục có nghĩa là chấp nhận thiệt thòi. Nhục là sự thiệt thòi. Khi bạn nhẫn thì bạn phải chấp nhận nhục. Khi bạn nhẫn có nghĩa là bạn đã đón nhận, bạn chọn lấy cái phần thiệt thòi. Có thể là bạn sẽ không lên tiếng, người đó tấn công bạn không tấn công lại. Người đó phụ bạc bạn không phụ bạc lại. Người đó nhỏ mọn với bạn không nhỏ mọn lại. Đứng về mặt cân bằng cảm xúc thì bạn chịu thiệt thòi. Đứng về mặt sòng phẳng là bạn chịu nhường nhịn người kia, bạn chịu thua người kia. Nhưng mà bạn lại được mở rộng dung lượng trái tim. Bạn trở thành người có tấm lòng quảng đại. Bạn trở thành một người có khả năng sống và làm việc được với rất nhiều người. Tại vì bạn là người có trái tim lớn. Một người có trái tim lớn thì ai cũng muốn đến gần, ai cũng muốn tiếp xúc, ai cũng muốn làm việc và sống chung. Đó là phần lợi của bạn. Thì thật ra trong cái khoảnh khắc, trong cái bối cảnh mình phải nhường nhịn người khác thì nó có đau đớn, nó có khó chịu và thậm chí là khổ sở nữa. Nhưng mà nếu mình biết cách thoát ra sớm bằng một số phương pháp nào đó, và sau khi mình thoát được rồi thì cái kết quả nhận được là mình lời nhiều hơn là lỗ. Nếu mà chúng ta nói tới vấn đề thua thiệt, thật sự là chúng ta lời rất là nhiều khi mà mình nhường nhịn được một đối tượng. Tất nhiên là một lát nữa chúng ta sẽ mổ xẻ nhường nhịn kiểu nào mới thật sự là có lợi. Vậy theo con hiểu là một người có trái tim rộng lớn là người có cái sức chịu đựng và khả năng chấp nhận những cái hoàn cảnh bất như ý, cũng như là họ có xu hướng lùi lại và chấp nhận cái đối tượng mà mang đến những cái điều bất như ý cho họ, đúng không ạ? Vậy thì con quan sát thấy là có một số người họ có khả năng chịu đựng và chấp nhận rất tốt ở nhiều hoàn cảnh và nhiều đối tượng, nhưng mà không phải ở tất cả hoàn cảnh và tất cả đối tượng. Ví dụ như họ cực kỳ thành kiến với một số kiểu người nào đó, hoặc là khi hoàn cảnh xảy ra đúng vào một cái điểm mà họ không chịu đựng được á, tự dưng bao nhiêu cái cố gắng nó sụp đổ và họ bỗng chốc trở thành một người mà giống như chưa bao giờ có trái tim rộng lớn. Như vậy con nãy con có nghe sư nói là cái việc mà dung lượng trái tim nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố là môi trường mà người đó sống nữa. Và con muốn bổ sung và hỏi sư là có phải nó cũng phụ thuộc vào ngoài gen, ngoài cái môi trường đào tạo, môi trường sống, làm việc, thì nó có bị ảnh hưởng bởi cái vết thương của quá khứ hay không? Có những người mình bao dung được, tha thứ một cách dễ dàng, nhưng mà có những người rất là khó. Trước hết là chúng ta phải xét tới cái phong độ chúng ta ở mỗi thời điểm có thể khác nhau. Có thể với người này thì tại thời điểm này phong độ chúng ta rất là ổn, chúng ta đảm bảo có thể sử dụng cái tốt nhất có thể của mình.
Cho nên chấp nhận đối tượng này, đối tượng có thể so với đối tượng khác á, đối tượng đã từng làm khó mình á, thì đáng gờm hơn, nặng nề hơn, nhưng mà mình đón nhận dễ dàng. Cái đó nó tùy thuộc vào cái phong độ của mình. Và ở một cái thời điểm khác, đối tượng có thể nhẹ hơn, cái sự khó chịu của người kia nó ít nặng nề hơn, nhưng mà cái phong độ chúng ta không duy trì được. Chúng ta tụt năng lượng, chúng ta bị nhiều áp lực, hoặc là chúng ta có một vài cái biến động tâm lý nào đó, hoặc là giống như Trần Khuyên có nói là có thể bị vết thương nó chi phối. Cho nên rất là khó khăn để chấp nhận một đối tượng như vậy. Đó là đứng về phía chúng ta. Còn thêm nữa là có những đối tượng á, mình chấp nhận họ dễ. Có thể là họ cũng khó khăn nhưng mà mình chấp nhận được. Có thể là mình chưa từng có thành kiến với đối tượng đó. Tức là ở trong cái tập tinh của mình á, nó ghi nhận rằng là cái sự khó chịu này chẳng là vấn đề gì cả. Mình không có quá quan trọng cái sự yếu kém, cái sự vụng về này. Còn đối với một số đối tượng khác á, thì mình lại quan trọng về cái lĩnh vực đó. Mình cho rằng những cái yếu kém, những cái vụng về đó là không thể chấp nhận được. Thì cái đó nó tùy thuộc vào cái nhận thức của mình, những gì mình đã cài đặt về nhận thức. Thí dụ như tính mình rất là kỹ, thì một người mà ở dơ hay là bề bộn là mình không thể chấp nhận được. Trong khi một người có thể làm sơ suất ở những cái mặt khác thì mình chấp nhận được, nhưng mà về cái mặt mà sạch sẽ là mình rất là nghiêm khắc. Cho nên với một cái người trí thức như vậy, với một cái người có địa vị như vậy, một người có tầm nhận thức như vậy mà sống không ngăn nắp như vậy là không thể chấp nhận đó. Tại vì chúng ta quan trọng cái chuyện đó, và chúng ta chú ý quá nhiều vào chuyện đó, và chúng ta đề cao nó hơn những lĩnh vực khác. Kế tiếp đó là có những người họ rất là khó chịu nhưng mà chúng ta chấp nhận được. Vì sao? Vì họ vẫn còn nể trọng ta, vì họ vẫn còn dễ thương đối với ta, vì họ đặt cái bản ngã của họ dưới ta. Tuy họ khó chịu, tuy họ gây ra những khó khăn, nhưng họ biết xin lỗi, họ biết cúi đầu, họ biết tụt lùi lại, họ biết lắng nghe, họ biết thành khẩn. Cho nên cái sự tha thứ dễ dàng, nghĩa là bản ngã chúng ta được cung cấp thức ăn. Cho nên những người họ biết cái tẩy của chúng ta dễ mềm lòng, mặc dầu là cứng thì cũng cứng dữ lắm, nhưng mà nếu đưa cục đường là mềm ngay lập tức, cho cục kẹo là xuống liền, xuống xệ liền. Cho nên là làm một bài ca tân cổ cải lương thiệt là sến, để cho người kia mềm lòng ra rồi tha thứ hết tất cả mọi thứ. Tại vì họ biết là bản ngã chúng ta cần những loại thức ăn đó, mặc dầu cái sự xin lỗi đó, sự sám hối đó không đủ thành khẩn, nhưng mà chúng ta vẫn chấp nhận được. Còn có những người, những cái sự ương ngạnh, cái sự khó khăn, cái yếu kém của họ nó không có quá nặng nề, nhưng mà họ thể hiện sự ương ngạnh với chúng ta, thể hiện sự đối đầu, và thậm chí là thiếu tôn trọng chúng ta. Thì cho nên là cái bản ngã chúng ta nó khó chịu, nó cảm thấy tức. Tức là họ đặt cái bản ngã họ ngang hàng với bản ngã chúng ta, hoặc là thậm chí là còn muốn đặt lên trên chúng ta nữa. Cho nên chúng ta rất là khó để mà chấp nhận những cái đối tượng như vậy. Quý vị suy nghiệm rồi quý vị sẽ thấy là có những người quý vị thề với lòng là sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ bỏ qua. Nhưng bỗng một hôm quý vị nghe tin người đó lâm nạn, người đó bạo bệnh, người đó bị ung thư rồi, người đó tán gia bại sản, người đó có thể là đang bị trầm cảm, ngơ ngơ ngác ngác. Quý vị còn muốn giận hờn người đó nữa không? Quý vị còn muốn tiêu diệt người đó nữa không? Quý vị còn muốn khép kín cửa lòng mình lại để không chấp nhận người đó nữa không? Không. Tại vì sao? Tại vì người đó dưới cơ mình rồi, người đó dưới cái bản ngã mình rồi, người đó còn cái gì nữa để mà mình phải đối đầu nữa. Thường mình chỉ đối đầu, và sự đối đầu trở nên cao trào khi bên kia đắc thắng, khi bên kia đang rất là hân hoan vui sướng. Mình không chấp nhận cái chuyện đó. Dạ,
Tới đây thì con có thắc mắc là vậy nếu một người mà họ ở một cái vị trí mà khá thuận lợi, ví dụ như họ có địa vị, họ sống trong môi trường lý tưởng là có nhiều người xung quanh luôn làm, đa số là làm cho họ vừa lòng, thì cái việc mà họ khó chịu với đối tượng khác nó ít lắm, thì làm sao họ biết được là họ đang có dung lượng trái tim ở mức độ nào? Tức là một người đang sống trong những điều kiện thuận lợi. Họ đa số là sẽ chấp nhận những đối tượng khác, tại vì đa số đều mang đến cho họ cảm giác dễ chịu. Tức là những người xung quanh rất là dễ thương, không có phiền nhiễu gì tới họ hết. Thì làm sao để biết cái dung lượng trái tim của họ cỡ nào hả? Hay là câu hỏi tương tự là con muốn làm rõ là làm sao mà cả bản thân con và quý vị ở đây biết được thực sự dung lượng trái tim của mình ở mức độ nào? Vậy thì phải rời khỏi môi trường an toàn đó để đi tìm những đối tượng khó chịu. Câu hỏi này hay ở cái chỗ là chúng ta đừng có quá tin vào cái dung lượng trái tim hiện tại của mình. Là tại vì những người xung quanh của mình đang rất là ổn, đang rất là dễ thương, đang kính trọng, đang vâng lời mình, cho nên chấp nhận họ là không có gì khó khăn. Lâu lâu họ có chút xíu sự khó chịu, chút xíu điều trái với ý mình thì nó chẳng là gì cả. Cho nên đừng có quá tự đắc là trái tim mình nó đủ lớn. Thì mình mở rộng quan hệ tiếp xúc, nhất là mình đi làm việc ở công sở, tất nhiên là mình sẽ gặp đủ kiểu người. Hoặc là mình lập gia đình đi, thường thường lập gia đình nó dễ lòi ra cái dung lượng trái tim của mình lắm. Rồi sinh con, khi sinh con thì mình sẽ có một thêm một cơ hội nữa để kiểm chứng cái dung lượng trái tim của mình. Mà thật ra thì không nhất thiết là mình phải làm như vậy mới biết hết dung lượng trái tim của mình. Chỉ cần mình tinh tế quan sát cái tâm phản ứng của mình khi mình tiếp xúc với những con người khó chịu, những con người sẵn sàng làm trái ý mình, hay là những cái người muốn đối đầu với mình, thì mình biết cái sức chịu đựng của mình cỡ nào. Nói chung là tìm thêm nghịch cảnh. Sư chia sẻ đến đây thì con nhớ có một câu trong quyển sách Hiểu Về Trái Tim là sư nói là mình đừng có vội tin vào cái sức chịu đựng của mình ở một thời điểm nào đó, vì cái cơ chế tâm thức của mình sẽ thay đổi. Vậy con có thắc mắc là dung lượng trái tim nó cũng là một yếu tố tương đối và vô thường đúng không ạ? Tức là trong một khoảng thời gian nào đó thì mình có một cái dung lượng trái tim ổn, nhưng mà có thể trong tương lai hoặc là tương lai xa hơn nữa thì mình sẽ thay đổi. Điều đó đúng, nó tùy thuộc vào cả hai thân và tâm của chúng ta. Nếu cơ thể chúng ta khỏe mạnh, tráng kiện, không có bệnh tật, không có mệt mỏi, không có cạn kiệt năng lượng, thì chúng ta có thể giữ được phong độ. Thứ hai là tâm chúng ta thật sự là bình ổn, có phiền não nhưng mà mình dọn dẹp phiền não rất nhanh, có lăng tăng, có lao sao nhưng mà mình kịp thời quan sát và giải quyết nó gọn gàng. Thì khi thân tâm nó đã thật sự yên ổn ấy, thì mình mới giữ được cái phong độ tốt nhất có thể. Nói một cách khác là để giữ được cái dung lượng trái tim ở cái mức tốt nhất mà mình có được từ trước bây giờ, thì mình phải có một cái sự thực tập nào đó liên tục để giữ được sự quân bình giữa thân và tâm, thì chúng ta mới đảm bảo được cái chuyện mình giữ được dung lượng trái tim của mình. Và chính bản thân tôi cũng vậy. Có nhiều khi tôi chủ quan là tôi nghĩ tôi chấp nhận chuyện đó một cách rất là dễ dàng, nhưng mà có những lúc mình cũng phát hiện là nó hơi khó khăn. Có chút phản ứng, có chút suy tư, có chút nghi ngờ về đối tượng. Nhưng mà khi mình nó chưa ổn rồi. Khi mình quay trở về để tăng thêm cái công phu tu tập, cắt bớt ngoại duyên một thời gian ngắn, nạp năng lượng đầy đủ, thì mình thấy là cái phong độ mình trở lại, tức là mình chấp nhận đối tượng đó cũng dễ dàng như trước đây, không có vấn đề. Cho nên khi mà mình đang không thể chấp nhận một đối tượng mà mình đã từng chấp nhận một đối tượng, thì một là đối tượng tăng lên cái mức khó chịu, nó vượt quá cái dung lượng trái tim mình đang có. Thí dụ trái tim của mình là một gan,
mà hồi trước giờ cái sự khó chịu của người kia là dưới một gan, cho nên mình chấp nhận rất là dễ. Bỗng dưng bất thình lình đối tượng kia tăng vọt lên thành gan rưỡi, làm sao mình chấp nhận được? Cho nên mình phải kiểm tra lại nhiều lần, xem có bên nào có sự thay đổi, xem là dung lượng trái tim mình nó đang thu lại hay là sự khó chịu của bên kia tăng dần lên. Nếu mình thấy lý do nó thuộc về bên kia đang tăng tốc sự khó chịu, thì để giữ được mối liên hệ đó, để nâng đỡ được đối tượng thương yêu của mình, để đóng trọn vai trò của mình, thì mình phải tìm cách nào đó để mở rộng cái dung lượng trái tim mình lên thành một gan rưỡi hoặc là hai gan. Câu hỏi vẫn còn là nếu nhỡ người kia tăng sự khó chịu lên họ thành hai gan thì sao? Thì mình sẽ tăng trái tim của mình lên thành ba gan. Bộ dễ như vậy sao? Bộ muốn tăng lúc nào là tăng hay sao? Dĩ nhiên là xuyên suốt cái buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cách làm thế nào để có thể mở rộng dung lượng trái tim từ một gan thành gan rưỡi, rồi thành hai gan, rồi thành ba gan, hoặc là lớn hơn nữa. Thậm chí là chúng ta được biết có những người có trái tim vô cùng rộng lớn, phải là cái chuyện kinh khủng lắm đó, mới làm họ bị xao động hay là cảm thấy là đau đớn tổn thương. Hoặc là có những người đạt tới cái mức vô cùng tận, giống như là những bậc thánh là Đức Phật, có một dung lượng trái tim không có biên giới mà được gọi là vô lượng tâm. Thì làm cách nào? Mình thì chắc là cũng không có tham vọng trở thành một vị Bồ Tát để có một trái tim vô cùng rộng lớn để chứa đựng hết mọi đối tượng khó chịu trên cuộc đời này. Ít nhất là chấp nhận được vài người là hạnh phúc rồi, mà những người đó chính là những người thân yêu nhất của mình. Quý vị có muốn hỏi tại sao mà đối với những người thân yêu nhất của mình là khó chấp nhận hơn là những người mình ít thương yêu không? Cũng giống như đối với cơn giận, mình dễ nổi giận với những người thân yêu mình hơn là đối với những người bên ngoài. Nó có nhiều lý do. Có lý do là những người bên ngoài mình tiếp xúc trong một thời gian ít ngắn, còn những người thân thì mình tiếp xúc thời gian quá dài. Lý do thứ hai nó cũng nói tiếp lý do thứ nhất, là vì mình tiếp xúc trong thời gian ngắn cho nên mình diễn được, trình diễn được. Còn tiếp xúc trong một thời gian quá dài diễn gì nổi. Cái thứ ba, vì tiếp xúc trong một thời gian ngắn cho nên mọi người đều cố gắng lấy hết cái tốt đẹp nhất để giữ cái sĩ diện cho mình. Cho nên bên kia có lỡ làm phật lòng hay là gây tổn hại với mình thì mình cũng cố gắng hết sức để chịu đựng, để giữ cái sĩ diện cho mình. Vì vậy cho nên sự cố gắng bao giờ cũng ở đỉnh cao nhất có thể. Và khi mà mình cố gắng hết mức có thể thì mình ít có phơi bày những khuyết điểm. Cho nên đối phương dù có lỡ làm tổn thương mình nhưng họ không có khinh thường mình hay là khinh lờn mình, giống như là những người ở nhà, những người mà chứng kiến hết mọi hành vi của mình, họ thấy hết tất tần tật tút tùn tụt cái con người kỳ cục khó chịu của mình. Cho nên ở trong đầu họ một mặt là cũng có những hình ảnh tốt đẹp, những hình ảnh dễ thương của mình, đồng thời họ cũng chứa luôn những cái dữ liệu của những cái khoảnh khắc, của những đoạn phim, của những thước phim rất là hỡi ôi của mình. Cho nên biểu họ phải luôn luôn kính trọng mình để đừng có xúc phạm mình là điều rất là khó khăn. Cho nên khi mà người thương của mình, những người thân yêu nhất của mình làm phật ý mình, trái ý mình, thì mình một cách thiếu chủ động để kiểm soát cảm xúc, mình hay đáp trả lại. Còn đối với bên ngoài là lúc nào cũng có sự dè chừng, cái sự phòng thủ. Và cuối cùng là gì? Là mình biết người thương mình không bao giờ bỏ mình. Người thương của mình, dù mình có làm gì thì người thương của mình cũng sẽ ở mãi bên mình, sẽ bao dung tha thứ cho mình. Còn bên ngoài, nếu mà mình có lỡ làm cái gì tổn hại tới họ, có thể họ sẽ đáp trả và làm tổn hại đến mình. Vì vậy cho nên là có một điều nó thiếu công bằng, là những người thân yêu nhất của mình đáng lẽ là phải là những người được hưởng quyền lợi nhiều nhất từ phía mình. Nhưng mình nghĩ mình cũng có đem quyền lợi về rồi,
mình cho nhà, cho cửa, cho xe, cho tài khoản, cho quần áo đẹp đủ kiểu. Cho nên là mình quên là mình vẫn còn một cái trách nhiệm lớn nữa, đó là khi thiết lập một mối quan hệ thì mình phải có những kỹ năng là biết nhường nhịn lẫn nhau, và thậm chí là phải biết dung thứ cho những cái khuyết điểm của nhau. Và trong cái quá trình mà mình vật lộn mưu sinh ở bên ngoài, mình cạn kiệt năng lượng hết rồi, về tới nhà còn đâu nữa để mà nhường nhịn, còn đâu sức đâu nữa mà kiểm soát cảm xúc của mình, còn khả năng đâu nữa để mà nới rộng dung lượng trái tim. Đến khi mà những người thân yêu của mình phải hét lên, phải báo động, phải làm chuyện gì đó để mà mình phải chú ý vào, thì mình mới bắt đầu là thuộc lại một bước, mới bắt đầu chịu quan sát, mới bắt đầu nhìn nhận lại cái thái độ ứng xử của mình đối với những người thân yêu của mình. Cho nên trong cái phản ứng ban đầu của hầu hết những người thân yêu với nhau thì họ ít có chịu nhường nhịn nhau liền lắm. Nhưng mà khi mà xảy ra những cái biến cố lớn thì họ bắt đầu nghĩ tới cái liên hệ này có thể bị đổ vỡ, có thể rạn nứt, thì họ bắt đầu nhìn nhận lại, thay đổi bản thân để cố gắng chấp nhận nhau nhiều hơn. Sư cho con hỏi là làm sao mình phân biệt được giữa cái sự chấp nhận và chịu đựng của người mà có dung lượng trái tim lớn và sự chấp nhận chịu đựng của người đang ở cái thế là bị động hoàn toàn, và họ đè nén cái cảm xúc đó lại, họ giống như tạm gọi là người nhu nhược. Cái từ nhẫn nhục trong truyền thống văn hóa Việt Nam dễ bị hiểu lầm và lạm dụng, sử dụng cho cái ý là cắn răng chịu đựng. Nhẫn nhục được hiểu là cắn răng chịu đựng, trong khi cái chữ nhẫn nhục nó mang ý nghĩa rất là hay. Chúng ta có thể dịch sang tiếng Việt, nhẫn nhục có nghĩa là chịu đựng. Chịu là đồng ý chấp nhận. Anh chịu không? Tôi chịu. Anh chịu con của anh vậy không? Tôi chịu. Chị chịu người thân của chị như vậy không? Tôi chịu. Chịu có nghĩa là khoan loại trừ hoặc là không loại trừ. Giải quyết sao? Nhưng mà cái bước đó là cái bước không chống nữa, không có gào thét nữa, không có đấu tranh, không biểu tình nữa. Thí dụ như khi quý vị đi vào trong bệnh viện, bác sĩ báo là quý vị đã bị cancer, bị ung thư. Chúng ta không chịu, chúng ta khóc lóc, chúng ta than trời trách đất, chúng ta đau khổ suốt mấy tuần lễ. Rồi vài tuần lễ sau, tự nhiên cái cơ chế thân tâm chúng ta nó bắt đầu nó chấp nhận cái sự thật đó. Sự thật là mình đã bị ung thư, không thể chối cãi được. Và khi mình đã bắt đầu chấp nhận cái sự thật đó và mình muốn hợp tác với bác sĩ để trị liệu, thì trên cái tâm thức đó, các nhà y khoa họ nói rằng cái tiến trình trị liệu đã bắt đầu diễn ra. Tức là khi bạn không chống lại cái bệnh ung thư của bạn nữa, không có ghét bỏ nó, không có muốn loại trừ nó, không có điên tiết vì nó nữa, hòa bình với nó, vui vẻ với nó và tìm cách để chữa trị nó, thì tiến trình trị liệu đã bắt đầu xảy ra. Thì cái chữ chịu có nghĩa là tôi không có nổi điên nữa, tôi không có nổi khùng nữa, tôi không có nổi loạn nữa, tôi không có đấu tranh biểu tình nữa. Mặc dầu là không phải tôi thỏa hiệp, tôi hoàn toàn đi theo cái tình trạng bây giờ, nhưng mà tôi biết giây phút này nếu mà tiếp tục đấu tranh, tiếp tục phản kháng là không giải quyết được vấn đề và làm khổ cho đôi bên, cho nên là tạm thời chấp nhận. Dù là chỉ tạm thời, nhưng mà chúng ta không có phát tiết phiền não nữa. Cái đó gọi là chịu, đồng ý rồi. Đồng ý hợp tác để giúp đỡ. Và đựng có nghĩa là dung lượng trái tim. Nhiều khi mình chịu nhưng mà mình không đựng được, tức là bạn muốn tha thứ mà không tha thứ được, bạn muốn bỏ qua nhưng mà trái tim bạn nó không nghe lời bạn, nó không bỏ qua được. Cho nên muốn chịu á, muốn cái sự chấp nhận xảy ra, thì bạn phải có một cái dung lượng sẵn sàng để có thể chứa đựng được một cái đối tượng khó chịu như vậy. Vậy thì
Khi mà bạn thực tập nhẫn nhục, có nghĩa là đang ở một cái dung lượng trái tim là một gan, bạn quyết định, bạn nỗ lực cố gắng để tăng nó thành một gan rưỡi hoặc là hai gan để chấp nhận đối tượng này, chứ không phải là bạn vẫn đứng yên ở cái vị trí là một gan để cắn răng chịu đựng. Cái đó không phải là sự nhẫn nhục theo tinh thần của Đạo Phật. Nhẫn nhục theo tinh thần của Đạo Phật gọi là Santi, có nghĩa là hãy mở rộng dung lượng trái tim ra để đón nhận đối tượng khó chịu này đi. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ bàn giao làm cách nào để mở rộng dung lượng trái tim, nhưng ở đây chúng ta cần hiểu là không phải chúng ta giữ nguyên cái tình thế của mình, giữ nguyên cái tâm trạng của mình, giữ nguyên cái năng lượng của mình. Chúng ta phải đi thay đổi tình thế, thay đổi tâm trạng, thay đổi cái dung lượng trái tim của mình. Có thể là mình tạm quên đối tượng kia đi, để mình đi ngồi thiền, để mình trở về với chính mình, để mình theo dõi hơi thở, để mình đừng có nhớ tới cái câu chuyện đó nữa. Làm cách để làm cho trái tim mình nó ngủ yên, nó lắng dịu, nó không nhớ lại những câu nói đau lòng đó. Hoặc là bạn đi ngủ để nạp thêm năng lượng, rồi ăn uống có giờ giấc, rồi tập thể dục, rồi sinh hoạt một cách điều độ, rồi kết nối với thiên nhiên vân vân. Làm cách nào đó để bạn lấy lại cái phong độ ban đầu của mình, tạm thời quên cái câu chuyện đã xảy ra, tới khi năng lượng của bạn được hồi phục trở lại thì bạn chấp nhận đối tượng này không còn khó như trước đây nữa. Cái này gọi là nhẫn nhục của Đạo Phật, nghĩa là bạn đi thay đổi tình hình của bạn mặc dầu đối phương vẫn không thay đổi, sự khó chịu đó vẫn không thay đổi, nhưng bạn đi thay đổi chính bạn để bạn có thể ôm ấp, có thể đón nhận được đối tượng này. Thì khi bạn đón nhận trái đối tượng với một cái dung lượng trái tim lớn như vậy đó, bạn cảm thấy dễ chịu, thoải mái, thậm chí bạn cảm thấy hạnh phúc vì bạn đã làm được điều đó. Khác với tình trạng là bạn vẫn giữ nguyên cái dung lượng trái tim của mình, vẫn đứng yên đó, vẫn năng lượng tiêu hao đó, vẫn đầy phiền não đó, vẫn đầy sự căng thẳng mệt mỏi đó để nuốt lấy một cái đối tượng quá khó khăn như vậy, thì dĩ nhiên trái tim bạn rất là đau đớn, thậm chí phải rơi nước mắt, thậm chí rất là khổ sở. Đó là sự khác biệt. Theo con hiểu là chữ chịu đựng mà của người có dung lượng trái tim lớn á, là cái chịu là nó thuộc về lý trí đúng không sư? Và cái đựng là nó thuộc về dung lượng trái tim, nó là cả một quá trình luyện tập. Vậy thì câu hỏi của con là có lúc là mình có chánh kiến rồi, mình có lý trí đủ để biết là mình phải chịu đối tượng đó, nhưng mà mình biết là dung lượng trái tim không thể nào mà một chốc mà nó có thể đủ lớn để có thể dung chứa đối tượng đó. Thì trong trường hợp đó mình có nhiều người họ quan niệm là đôi khi mình rời xa đối tượng đó, mình cho nhau sự tự do, nó sẽ hiệu quả hơn là việc mình chấp nhận, mình ở bên cạnh người đó vì tình nghĩa hay vì nhiều lý do đó. Thì sư có thể nói rõ hơn được không ạ? Có gì nó sai sai trong câu hỏi không? Tức là thấy hai cái nó kết nối với nhau. Dạ, tức vậy là phần đầu Trăng Khuya hỏi là cái chịu nó thuộc về lý trí, còn cái đựng nó thuộc về trái tim. Yeah. Có nhiều khi lý trí bảo mà trái tim nó không nghe. Yeah. Tức là nhiều khi mình rất là muốn chấp nhận đối tượng đó một cách dễ dàng, nhưng mà trái tim mình nó không đủ dung lượng để chứa. Thì trong trường hợp này mình nên như thế nào, phải không? Thì giải pháp bạn mới đưa ra là, một là rời khỏi đối tượng đó. Có nhiều cách, mới tự nhiên đưa ra có một cách thôi, phải không? Là một là bạn phải, chúng ta tạm rời, không có chữ tạm nữa, trong khi nó rời luôn nữa đó, rời khỏi đối tượng đó luôn để khỏi phải chịu, khỏi phải đựng gì hết, cho nó khỏe, phải không? Dạ, về từng câu đi sư, câu đầu đi là cái việc mà mình không có đủ cái dung lượng trái tim để chấp nhận, mặc dù cái lý trí của mình là muốn mình là chịu, thì mình phải làm gì? Tại vì việc thực tập con biết nó là cả một quá trình, và đôi khi nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường làm việc, môi trường sinh sống và những đối tượng xung quanh nữa. Thì sư có lời khuyên gì không? Ngày tối hôm qua ở chùa Giác Ngộ, tôi có nói với vị là có những lúc tôi đã không thể chấp nhận được một đối tượng quá khó, một cái ca quá khó, nhất là họ trực diện để tấn công mình, xúc phạm mình, và không có cơ hội để ngồi xuống đối thoại với nhau được. Thì tôi biết là trong lúc này lòng mình không có hoan hỷ, không có
đủ kiên trì để mà 5 lần 7 lượt tới gõ cửa người đó để xin một cuộc đối thoại mà người đó không đồng ý, thì mình không đủ kiên nhẫn để làm tiếp nữa. Thì tôi tự nhắc với lòng mình rằng là tại thời điểm này tôi chưa chấp nhận được, tôi chưa có bao dung được người này, và chỉ tại thời điểm này thôi. Có thể ngày mai sẽ khác, sau 1 giờ ngồi thiền sẽ khác. Tại vì cái trách nhiệm của tôi là một vị thầy tâm linh, cho nên phải hơn ai hết tôi phải làm tốt cái mặt này trước, để mình còn thể truyền cảm hứng hay là chia sẻ lại cho người khác. Cho nên nó cứ thôi thúc mình là buộc mình phải làm tốt cái bài tập này, phải vượt qua được cái ải này. Vậy cho nên là dành mọi thời gian để quay về hàm dưỡng tâm hồn. Và khi kiểm tra lại, quả thực là đối tượng đó cũng không quá khó, nhưng mà thời gian vừa qua có thể do làm việc khá nhiều, và mình cái công phu của mình nó không có đủ miên mật, không có đủ mạnh như là những cái lúc trước, cho nên là mình đã không có đủ cái dung lượng trái tim lớn để đón nhận một đối tượng khó như vậy. Vì vậy cho nên là tôi tự biết là mình phải quay về để nạp năng lượng trở lại. Dĩ nhiên là ví dụ như từ 10 mà nó tụt xuống 9 đó, thì mình khôi phục rất là nhanh. Chứ nếu mình để nó tụt xuống tới 3, tới 4, tới 4, tới 3, tới 2 luôn, thì khôi phục dĩ nhiên như Trang Khuyên nói là cả một quá trình. Hoặc là có thể trước đây cái dung lượng trái tim mình nó chưa bao giờ vượt qua khỏi 5 nữa, mà bây giờ phải lên tới 6, tới 7 thì mới đón nhận được đối tượng này, thì dĩ nhiên phải cần tới một quá trình. Thì đối với tôi, cái chuyện mà khôi phục năng lượng trở lại để chấp nhận một đối tượng khó khăn là không có khó. Tức là chỉ cần một thời hành thiền miên mật là có thể nạp năng lượng đủ và có thể chấp nhận được. Tuy nhiên quý vị sống trong đời sống có quá nhiều sự bận rộn, có nhiều thứ để phân tâm, có nhiều thứ phải giải quyết, không phải chỉ một đối tượng này thôi đâu, còn nhiều thứ chúng ta phải sử dụng nhiều năng lượng để đối đầu. Thì cái việc mà một đối tượng quá khó khăn mà cái dung lượng trái tim mình đó, mình nó đang ở vị trí thí dụ như là ở thứ 3 thôi, mà mình biết là phải vượt lên tới thứ 5, thứ 6 thì mới chấp nhận được đối tượng này, thì thường là mình đã cố gắng nhiều lần rồi không được, thì mình hay nghĩ tới giải pháp là thôi dừng lại, trả tự do cho nhau. Để tại sao mà mình phải cứ đâm đầu vào cái bức tường đó hoài vậy cho nó kiệt sức? Tại sao mình không có tìm một đối tượng ít khó chịu hơn một chút, phải không? Chứ tại sao mà mình phải ở đây mà cứ nuốt nước mắt hay là nuốt cái khó khăn vào trong hoài, nhiều khi nuốt không nổi nữa. Thì dĩ nhiên nếu mà sự chọn lựa nó trở nên dễ dàng, nó không có mang một cái hệ lụy nào theo đó, thì dĩ nhiên chúng ta cũng đã chọn lựa từ lâu rồi. Tới giờ này chúng ta vẫn chưa có bỏ đi, dĩ nhiên nó còn nhiều lý do để khiến chúng ta ở lại. Trong đó có thể là có rất nhiều tình nghĩa với nhau. Trong đó có thể là đã có những lúc mình thấy những cái hay, cái tuyệt vời của người kia, nhưng bây giờ tiệt ngồi luôn không thấy nữa. Và đã có những lúc trái tim mình nó đủ an ổn, đủ vững vàng để nó hứa với lòng rằng là nếu mình bỏ người này thì ai sẽ nâng đỡ họ. Mình có duyên đã bước vào trong cuộc đời họ, mình cũng đã thụ hưởng một ít những cái tinh hoa trong cuộc đời của họ, và mình cũng đã dìu dắt họ đi một đoạn đường rồi. Họ còn nghe mình được, họ còn chấp nhận sự đóng góp ý kiến, sự dìu dắt của mình. Mà nếu mình bỏ họ thì họ chỉ có rớt xuống thôi. Mình thử nghĩ, nếu mình rời họ mà họ khá hơn, họ tỉnh ngộ ra, thì mình cũng nên làm một cái chuyến rời xa tạm thời. Dù là mình làm bộ nói với người đó là chúng ta chia tay nhau mãi mãi nhé, nhưng mà mình giả bộ đi chừng 1 tháng, 2 tháng thôi, để xem bên kia có nỗ lực cố gắng thay đổi hay không. Nếu mình rời xa người đó mà người đó nỗ lực cố gắng hơn, thì mình phải xét lại xem tại sao mình ở gần người đó mà người đó không nỗ lực cố gắng. Đợi tới khi mình rời xa rồi thì người đó mới nỗ lực cố gắng. Cũng có khi là lỗi của người đó, nhưng mà cũng có khi do cái cách của mình. Còn nếu mà mình rời xa người đó mà người đó nằm chèm bẹp luôn, nằm bẹp ví luôn, thì lòng mình có trắc ẩn không? Câu trả lời là không, thì cứ đi.
Còn nếu câu trả lời là có, nếu bạn thấy, nếu bạn quay trở lại với người đó mà cuộc đời bạn nó không có đi xuống, bạn vẫn giữ được cái phong độ của mình, nó hơi nặng nề chút, nó hơi lê thê chút, nó hơi đi chậm một chút thôi, chứ không phải là mình mất trắng tương lai, thì bạn nên quay lại. Còn nếu bạn quay lại mà bạn mất tất cả, bạn không còn gì hết, bạn chỉ bị đối phương dìm xuống thôi, thì dĩ nhiên tôi thì không khuyến khích bạn đi. Nhưng mà bạn, nếu bạn có đi thì tôi đành phải im lặng nhìn theo thôi, chứ không dám nói gì hết. Tại vì bạn sẽ hỏi, thì có chịu đựng nỗi khổ dùm cho con không, mà thầy khuyên con ở lại, con khổ thầy có san sớt được hay không? Dĩ nhiên là tôi không san sớt được, cho nên đâu có dám khuyên bạn ở lại nếu bạn không sẵn sàng. Trước khi đi vào cái câu hỏi quan trọng nhất là làm sao để nới rộng trái tim, thì con có một cái thắc mắc nữa là xét cho cùng thì việc mở rộng dung lượng trái tim là để mình có được cuộc sống bình an, hạnh phúc. Nhưng mà sẽ có những lúc mình, con người bên trong mình nói là cái mục đích cuối cùng vẫn là tự do. Cho nên đôi khi mình cứ đi, mình cứ tìm tự do cho bản thân mình, và mình cho những cái đối tượng đó cái sự tự do, thì biết đâu mình sẽ có được bình an và hạnh phúc. Vậy thì làm sao biết được lúc nào là mình rời đi, và cái tiếng nói đó là tiếng nói đúng đắn? Hỏi gì khó quá. Nãy giờ câu thứ hai cũng cứ rời xa, câu thứ ba nó cứ xa lìa. Hỏi lại đi Trăng Khuyên. Có được bình an và hạnh phúc. Rồi cắt chỗ này. Đúng một ý thôi. Còn một cái thiên chức thứ hai của con người nữa. Tại vì tôi đã trải nghiệm rất là nhiều năm tu một mình ở trong rừng rồi, không tiếp xúc với ai hết, cắt đứt hết mọi liên hệ liên lạc. Tôi không biết là các bậc thánh thì như thế nào, nhưng mà trải nghiệm của tôi là tôi nhận ra rằng mình vẫn là một con người. Và theo cái khám phá của tôi thì núi rừng, cái việc mà mình nhập định sâu một mình, cái việc mình được tự do giữa núi rừng hoang dã không ai làm phiền mình, cái việc mà mình không phải bận rộn suy nghĩ tới vật chất, tới danh dự, tới tình cảm, free tất cả những thứ đó, nó cũng chưa phải là đỉnh cao. Và tôi nhớ những cảm giác tôi đã dìu một bác nông dân và hướng dẫn cái đàn bò của bác đi qua một khe suối, nó hạnh phúc như thế nào. Tôi nhớ tới cảm giác chăm sóc những ông bà cụ già yếu, mình massage cho họ để hướng dẫn họ thiền tập, hạnh phúc như thế nào. Tôi nhớ tới cảm giác ngồi tư vấn tâm lý cho những bạn trẻ hoang mang đi vào đời mà không biết hướng đi như thế nào. Tôi nhớ những cái buổi khuya khoắt để ngồi với một cặp vợ chồng khuyên nhủ họ làm sao để ngày mai đừng có ra tòa ly dị, hạnh phúc như thế nào. Thì tôi nghĩ những hạnh phúc đó nó thật sự là hạnh phúc lớn hơn cái hạnh phúc mà tôi ở yên trong núi rừng. Hạnh phúc được sẻ chia. Vậy thì khi bạn nhường nhịn, bạn bao dung, bạn tha thứ cho người khác, bạn đạt tới hai hệ giá trị. Một là bạn thăng hoa đời sống tâm hồn của bạn. Trong cái sự thăng hoa đời sống tâm hồn của bạn, một là bạn trở thành người lớn, người có trái tim rộng lớn. Như tôi nói từ đầu là khi bạn có trái tim rộng lớn rồi thì bạn ở với ai cũng dễ dàng, bước vào cuộc đời này một cách rất là dễ dàng. Thứ hai là bạn, khi mà bạn chấp nhận được người thương yêu của mình rồi á, thì bạn, cái dung lượng trái tim của bạn nó còn kéo theo những cái giá trị tốt đẹp khác trong tâm hồn nữa. Nó ngộ như vậy. Cũng giống như phiền não, khi mà tâm sân nó nổi lên thì nó kéo theo hàng loạt những phiền não khác đi theo. Còn khi mà bạn phát triển tâm thiện, tâm lành như là dung lượng trái tim, bạn mở được dung lượng trái tim thì hàng loạt những hệ giá trị khác thuộc về thiện lành nó cũng sẽ đi theo. Đó là quyền lợi bạn được thừa hưởng. Kế tiếp là khi bạn mở rộng dung lượng trái tim, bạn thể hiện được cái thiên chức lớn nhất của con người. Đó là gì? Đó là yêu thương nhau một cách ít điều kiện hoặc là không điều kiện. Cái hạnh phúc đó nó lớn lắm. Chúng ta chỉ không thể tưởng tượng ra được nó. Chúng ta chỉ chưa chấp nhận ra được nó khi chúng ta còn nhiều phiền não, khi chúng ta còn chăm lo cho cái bản ngã của mình. Nói một cách khác là khi chúng ta còn nhiều sự sợ hãi ở trong lòng. Mình nghĩ nếu mình cứ tiếp tục tha thứ cho người đó
thì người đó sẽ làm lừng thì sao? Người đó sẽ ỷ lại thì sao? Nếu mình cứ tiếp tục tha thứ cho người đó thì người đó mãi dựa dẫm vào mình thì sao? Nếu mình cứ tiếp tục tha thứ cho người đó thì mình tiêu mòn hết năng lượng thì sao? Rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Tương lai chúng ta sẽ đi về đâu? Tất cả những nỗi băn khoăn đó đều có chung một cái mẫu số chung, đó là sự sợ hãi trong lòng. Khi mà bạn kinh qua cuộc đời này nhiều năm, có quan sát, có trải nghiệm, có phân tích, có nhìn sâu á, thì và bạn đã trải qua nhiều thăng trầm nghiệt ngã rồi, thì cuối cùng bạn cũng sẽ nhận ra được một điều là được sống hòa hợp, hòa điệu với nhau, với những người thương yêu của mình là điều hạnh phúc lớn nhất ở trên đời. Chúng ta không còn đặt nặng về về nhà cửa, về tiền bạc, về lương bổng, về địa vị nữa. Chúng ta không còn quan tâm tới người khác đánh giá về mình như thế nào nữa. Chúng ta không còn quan tâm tới những cái danh dự trong cuộc đời nữa. Duy nhất chỉ có một thứ mà chúng ta đang rất là cần và đang muốn đề cao đó, đang muốn nâng niu đó, đó là tình thương. Để rồi chúng ta sẵn sàng gạt bỏ hết mọi thứ để bảo vệ cái trái tim thương yêu của mình. Tất nhiên là không phải ai trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời cũng đạt được điều đó. Tại vì có nhiều người lớn tuổi vẫn rất là khó để mở rộng dung lượng trái tim mình, để tha thứ cho con mình, cho cháu mình, cho những người thân yêu của mình. Trải nghiệm mà có quan sát, trải nghiệm mà có luyện tập, trải nghiệm mà có biết rèn luyện trái tim của mình, thì mình mới đạt được những cái cảnh giới như vậy. Để rồi khi mình tha thứ cho một người, để làm gì? Để hiến tặng cho họ một cơ hội. Có thể là một lần họ không nắm bắt được cơ hội, 10 lần họ chưa nắm bắt được cơ hội, thì mình nghĩ người này yếu quá. Hoặc là cái cách tha thứ của mình nó không có sức mạnh. Chúng ta cần phải xét tha thứ như thế nào để truyền cảm hứng cho bên kia thay đổi nữa. Chứ không phải là mình chỉ tha thứ rồi mình sẽ không có giận hờn, không có ngắt nhéo, không có càm ràm, rồi không có nhắc lại chuyện đó nữa là thôi. Mình còn phải làm một hành động tích cực hơn là truyền cảm hứng cho người kia thay đổi, chỉ ra một cái phương cách, hay là nâng đỡ người đó đến mức thí dụ là anh sáng phải chạy bộ chung với em, trưa anh phải ngồi thiền chung với em, chiều anh phải đọc một cuốn sách hay với em, tối chúng ta ngồi uống trà với nhau nhé. Thí dụ vậy. Thậm chí là cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từng ly từng tí nếu đối tượng đó quá yếu ớt. Chúng ta đừng nghĩ rằng là hễ mình tha thứ rồi thì người đó phải thay đổi. Người đó rất muốn thay đổi. Người đó rất muốn làm vừa lòng mình. Người đó cũng muốn thay đổi cuộc đời của họ. Nhưng mà khó quá. Họ không biết bắt đầu từ đâu. Họ không có được người khác truyền cảm hứng. Họ không có biết cái phương cách cụ thể. Và hơn hết là họ không vượt qua được những cái cố tật của họ. Và nếu mình đã nhận cái vai trò là muốn nâng đỡ cuộc đời người này, thì không chỉ có tha thứ mà còn đưa một cánh tay tới để dìu dắt họ đi từng bước, từng bước, từng bước này, thì họ mới bước ra được khỏi cái vũng lầy của họ. Còn nếu mà mình chỉ có ra lệnh thôi, em tha thứ cho anh phải tự bước ra nhé, em đã tha thứ rồi còn muốn gì nữa, không lẽ giờ phải đưa tay dìu dắt. Nếu mình cứ tiếp tục cái suy nghĩ đó, mình tiếp tục hành động như vậy, thì dĩ nhiên là mình cũng sẽ không giúp được người thương của mình. Rồi lúc đó mình sẽ gào lên, trời ơi, thiết lập một cái liên hệ thương yêu sao mà khó quá vậy, đi tu quách đó cho rồi, lập gia đình chứ cho nó mệt, đi tu còn khó hơn. Là tại vì ở ngoài đời bạn chỉ ráng nuốt 1-2 đối tượng thôi, còn đi tu là bạn nuốt cả thiên hạ này. Thiên hạ này có thể làm khổ bạn bất cứ lúc nào mà bạn không được quyền đáp trả lại, bạn không được quyền làm khổ người khác lại. Khó lắm. Cho nên là thôi đừng có đòi đi tu nữa hé. Chúng ta sẽ quay về tiếp tục đóng tròn cái sứ mệnh của mình. Mỗi người có một cái sứ mệnh. Dạ. Đến đây thì không biết là quý vị có muốn chia sẻ câu chuyện của mình liên quan đến việc phát triển một mối liên hệ yêu thương, và quý vị đã có những cái quyết định gì mà thể hiện được cái sự chấp nhận và chịu đựng của mình không ạ? Dạ, cái trường hợp của con đó là
con ly hôn rồi. Thì sau khi mà con đọc hiểu về trái tim xong thì con không còn hận thù nữa. Tại con gửi cái cuốn sách đó cho người đó, nhưng mà con không biết phải làm sao để mà bạn đó thì rất là cứng đầu. Thì bạn đó cũng có tâm sự với con là điều thật sự anh muốn là anh không biết tại sao ban đầu thì anh có thể yêu thương một ai nhưng mà không thể yêu thương một ai lâu dài. Thì con sau khi con đọc sách của thầy xong thì con nghĩ là trước đây con chỉ yêu thôi chứ con chưa có đủ thương. Thì con đã dùng cái tình thương đó để mà con tặng cuốn sách. Và con nói con tặng hai cuốn là con tặng một cuốn for you và một cuốn for her. Tức là con nói nếu thật sự anh muốn hạnh phúc thì anh phải đọc cuốn sách này. Và người yêu sau này của anh cũng phải đọc cuốn sách này để anh yêu một cách đúng đắn hơn. Nhưng mà trong lòng con vẫn còn lo lắng là bạn nó sẽ không đọc. Và không có chịu open mind để mà tiếp nhận những cái điều đó. Thì câu hỏi của con là con có nên tiếp tục tặng cuốn sách Tèm Như Chơi hay không? Ông đó là một câu hỏi thật lòng của con. Khoan, sắp ra cuốn Yêu Như Chơi rồi, tặng cuốn Yêu Như Chơi nó phù hợp hơn. Dạ. Thì ngoài ra thì con cũng muốn đi tu nữa. Dạ không, cái đó là cái suy nghĩ trước khi con lấy chồng. Nhưng mà sau khi con lấy chồng rồi thì đúng thiệt là con thấy nó khổ quá. Xong rồi con muốn đi nhưng mà thật sự là mình không biết là mình đi để mình mở rộng dung lượng trái tim hay là mình đang chạy trốn phiền não. Đó là câu hỏi rất lớn của con. Và cha mẹ con thì còn sống cho nên là con là con một thì con cũng không biết phải làm sao để mà trả cái hiếu đó khi mà mình đi. Thì mà thật lòng là khi mà con đọc con cảm thấy cuộc sống của con bây giờ rất là ích kỷ, thì con cũng không biết cái hướng nào để mà con sống không ích kỷ nữa. Và 4 ngày hôm nay con nghe liên tục của thầy thì con rất là muốn hỏi. Nhưng mà chắc hôm nay có cơ hội để con hỏi thì mọi người cứ nói là đi tu là trốn tránh, nhưng mà thật sự con muốn thầy hướng dẫn cho con làm sao để trên con đường tu mình không cảm thấy đó là một điều sai lầm. Hoặc là trong quá trình đó, nếu những lúc mình muốn gục ngã thì mình phải nhắc nhở bản thân mình điều gì để mà cái dung lượng trái tim của mình nó luôn luôn lớn đó này. Dạ. Quá nhiều câu hỏi trong đó. Dạ thì tập trung vô cái câu muốn đi tu của con cũng được. Nhưng mà trước hết là sư rất cảm ơn con có công truyền bá sách của sư. Dạ. Sư nghĩ là con đã làm tốt, đã làm rất tốt, well done. Tốt ở cái chỗ là tặng cuốn sách đó. Con tặng cho 4-5 người lận thầy, tặng mọi người đau khổ nhiều quá. Vừa đùa vừa thật, tại vì cái hành động tặng có nghĩa là mình vẫn xem người đó là một người bạn, một người mà mình muốn đem những giá trị tốt đẹp lại cho họ. Cuốn sách đó là cuốn sách nào cũng được, nhưng mà mình biết nếu người đó đọc cuốn sách này, người đó sẽ học hỏi được cái gì đó, người đó sẽ có một điểm tựa về tinh thần, người đó có thể hiểu hơn về bản thân mình. Ít nhất người đó hiểu tại sao người đó lại hành xử như vậy, người đó lại để cho câu chuyện nó xảy ra như vậy. Biết rồi để thay đổi bản thân dĩ nhiên là một cái quá trình, nhưng ít nhất chúng ta cần phải được biết. Và cái điều bạn làm tốt kế tiếp đó là bạn đã không hận thù. Cái điều đó không phải dễ làm đâu nhé. Là dù không hận thù nhưng mà ghét, hoặc là tối kỵ, hoặc là không muốn nhìn thấy mặt nữa, hoặc là rất là giận ở trong lòng. Mà bạn, chắc là bạn đã có thương người đó thật. Không chỉ yêu không mà có thương. Cho nên bạn đã quan tâm tới người đó, quan tâm tới đời sống, quan tâm tới tình cảm, quan tâm tới cái cố tật của người đó có thay đổi được hay không để họ bước tiếp những chặng đường sắp tới. Thì tôi nghĩ là bạn đã chạm được cái ý nghĩa thật của tình thương yêu rồi. Điều đó bạn nên chúc mừng mình. Có nghĩa là trong cái cuộc tình vừa rồi dù đã không trọn vẹn, nhưng là bạn đã thật sự là chạm được cái trái tim của thương yêu. Và cái việc mà đi tu á, thì theo tôi thì dù xuất phát ở một cái khởi điểm nào, lý do bạn là gì tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết thái độ bạn tu như thế nào thôi.
Có thể bạn thất tình, bạn chạy trốn phiền não, bạn lánh đời cái gì gì không cần biết. Đó chỉ là một giai đoạn trong tâm lý của bạn. Mà khi bạn đến cái môi trường tu tập á, thì bạn phải tu tập như thế nào để bạn đạt được những phẩm chất mà bạn mong đợi. Bạn sống có tự do, có bình an thì con đang có hạnh phúc. Và cuối cùng bạn phải đạt được đó là quay trở về để truyền cảm hứng cho mọi người, để chia sẻ, để nâng đỡ về những giá trị tinh thần cho mọi người. Đó là những điều bạn phải đạt được mỗi ngày trên con đường tu tập, dù nó rất là ít nhưng mà bạn phải chạm được nó thì con đường tu tập của bạn là thành công. Bây giờ tu tập nó không còn bị hiểu nhiều trong lòng đại chúng là một sự bi quan yếm thế nữa. Giống như là tôi bây giờ đang truyền cảm hứng cho mọi người, đang chia sẻ những kinh nghiệm tu tập của mình cho mọi người. Tu tập bây giờ được nhìn nhận một cách tích cực, tại vì đã có những con người tu tập mang những giá trị tích cực đến cho cuộc đời. Thì tôi mong bạn là đừng có làm một cái quyết định vội là mình sẽ đi tu luôn, mà bạn sẽ đi tu thử. Tức là bạn tạm gác lại hết mọi thứ, đặt mình vào một cái môi trường tu tập một thời gian, một tháng, hai tháng, ba tháng, sau đó bạn mới đưa ra làm một cái quyết định. Là ở trong câu hỏi của bạn vẫn còn là nếu ba mẹ bạn vẫn còn đó mà bạn vẫn là con một thì sẽ giải quyết như thế nào? Thì tôi thấy là có rất nhiều bạn con một đi tu, hoặc là con trai duy nhất trong gia đình. Quan trọng ở hai vấn đề. Một là gia đình bạn có chấp nhận chuyện này hay không, chứ không có nhất thiết là hễ con một là gia đình sẽ buộc bạn ở lại làm cái gì đó cho họ. Có những bậc cha mẹ rất là cảm thông, rất là sẵn sàng hy sinh cho những cái quyết định con của mình. Miễn làm sao họ thấy con mình bình an hạnh phúc là họ hạnh phúc rồi. Vấn đề còn lại là bạn phải tu như thế nào để cha mẹ bạn cảm thấy hãnh diện về bạn, cảm thấy quyết định của bạn là đúng đắn. Đó là cái phần còn lại của bạn. Thì nếu mà bạn muốn hỏi tu kiểu nào, tu làm sao, tu ở đâu, khi nào tu thì tư vấn riêng. Tại nếu mà tư vấn chung nhiều người đi tu hết là chuyện gì nói. Đến cái câu hỏi quan trọng nhất, đó là làm thế nào để mở rộng dung lượng trái tim ạ? Câu hỏi vẫn còn, đó là làm sao để mở rộng dung lượng trái tim. Nếu như đang không có một cái câu chuyện đóng hỏi xảy ra, nếu như mình đang không phải cố gắng để chấp nhận một đối tượng nào á, thì cái việc mở rộng dung lượng trái tim nó cũng dễ dàng thôi. Hoặc là nếu bạn đang phải cố gắng để mở rộng dung lượng trái tim để chấp nhận một đối tượng nào đó, mà bạn có khả năng đặt mình vào một tâm thế là như không có chuyện gì xảy ra, bạn chỉ đơn giản là muốn quay về mở rộng dung lượng trái tim để đời sống mình nó thoáng đạt hơn, rộng rãi hơn và đẹp đẽ hơn thôi, thì cái việc mở rộng dung lượng trái tim rất là dễ dàng. Ý tôi muốn nói rằng là nếu bạn bị áp lực phải mở dung lượng trái tim thì rất là khó mở. Còn nếu bạn không bị áp lực đó, bạn có nhiều thời gian, có nhiều không gian thảnh thơi để mở dung lượng trái tim đó, thì sự thực tập rất là dễ dàng. Tại vì một trong những tố chất quan trọng để chuyển hóa được tâm tính của mình, đó là chất liệu của sự thư giãn và thả lỏng. Mà khi mình cố gắng ép mình phải mở dung lượng trái tim thì nó có áp lực, nó có xung lực, thì mình rất là khó để thực tập. Có thể là chúng ta nếu được làm một cái quyết định là mình tạm không có chú ý vào đối tượng đó nữa, bất chăm bẩm vào đối tượng, chúng ta hãy chú ý vào những cái vấn đề khác trong đời sống. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đang có một cái điều bất như ý rất là lớn, nhưng đồng thời chúng ta có rất nhiều những điều như ý khác trong đời sống. Cái thói quen của chúng ta là chỉ khi nào mình giải quyết được những điều bất như ý này thì mình mới yên ổn, mình mới sống được, mình mới tận hưởng được những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Đó là một cái thói quen sai lầm. Bạn đang có rất nhiều điều kiện có hạnh phúc. Bạn có công ăn việc làm, bạn có trí tuệ, bạn có các mối quan hệ tình cảm tốt với bạn bè, bạn có danh dự, bạn có vị trí, bạn có vốn kiến thức hiểu biết rất là rộng lớn, bạn có cha mẹ, bạn có anh chị em, bạn có nhà cửa. Duy chỉ có một người bạn đồng hành trong cuộc đời bạn đang có vấn đề, bỗng dưng bạn đau khổ. Nghĩa là bạn quên hết tất cả những điều kiện hạnh phúc của bạn đang có để bạn chú ý chăm bẩm quá mức vào đối tượng. Bạn kỳ vọng, bạn hy vọng, bạn chờ đợi đến khi nào đối tượng nó thay đổi thì bạn mới thở nổi,
bạn mới sống nổi và bạn mới có thể có bình yên và hạnh phúc được. Có phải vậy không? Làm sao để mà chúng ta luyện cho mình được một cái thói quen là cần chú ý vào là chú ý vào, cần ngừng chú ý là ngừng chú ý, để chúng ta quay về chú ý, tập trung, nâng niu, giữ gìn những điều kiện hạnh phúc khác. Thí dụ như là người thương mình, mỗi lần mình gặp là mình ứa gan, cho nên là mình tạm thời giảm cái tần suất tiếp xúc lại. Thay vào đó, không phải nằm bẹp ở trên giường để mà thương vai khóc mướt, hay là co như con tôm để nghe những bản tình sầu đứt ruột, tình chỉ đẹp khi còn dang dở vân vân. Cái đó gọi là văn nghệ đứt ruột đó. Nghe tới đâu là ruột nó đứt tới đó. Nhưng mà nó đã. Cho nên là mình phải tạm gác câu chuyện đó qua một bên. Trở về đời sống của mình nhé. Tập thể dục, tập yoga, điều tiết thời khóa sinh hoạt, trở về làm việc, trở về tiếp xúc với các mối quan hệ, trở về kết nối với thiên nhiên. Nói chung là trở về một sinh hoạt đời thường nhất, kết nối chặt chẽ sâu sắc nhất với những gì đang diễn ra xung quanh mình. Tạm thời tưởng tượng là người đó đã đi xa rồi, người đó đang không có mặt ở đây, và câu chuyện tạm thời đóng lại. Bạn phải trở về cuộc sống của bạn chứ. Và điều hơn hết là bạn phải trở về với chính bạn. Trở về với chính bạn có nghĩa là không tơ tưởng quá khứ nữa, không nhớ tới quá khứ, không tơ tưởng tới tương lai. Đặc biệt là cố gắng ngăn được cái tâm mình không nhớ lại chuyện cũ, không nhớ lại quá khứ. Tại vì hễ nhớ tới quá khứ là đau buồn, là đau đớn trong cõi lòng, là khổ sở, là chịu không nổi. Cho nên thực tập thiền rất là hay ở cái chỗ là bạn làm chủ được tâm ý của bạn. Bạn cố gắng giúp nó gắn kết với hiện tại, với hơi thở, với bước chân, với bao nhiêu cảnh vật đang hiện bày, trời xanh mây trắng. Bạn thưởng thức được đó trong vòng 5 phút, trong vòng 10 phút, trong vòng nửa giờ, vài giờ đồng hồ, thì sự cân bằng trở lại, sự thư giãn trở lại, và cái vết thương của bạn nó không bị khoét sâu vào. Khi mà bạn nhớ tới vết thương là vết thương nó bắt đầu lầy lội, bắt đầu khoét sâu vào. Làm sao bạn huấn luyện được cái tâm của mình là tách ra khỏi vết thương, để nó chú ý vào các đối tượng khác mang tính chất lành tính. Thí dụ như là thiên nhiên, thí dụ như là những người bạn có năng lượng lành, thí dụ như là những công việc có tính chất nhẹ nhàng mà nó nuôi dưỡng được bạn, nó gợi lên những cảm giác dễ chịu. Hoặc là bạn trở về ngồi thiền, an trú vào trong hơi thở của mình. Chỉ cần nửa giờ đồng hồ thôi là bạn đã bớt chạm vào vết thương của mình rồi. Chỉ cần nửa giờ đồng hồ thôi là bạn đã có thể mời dậy những cái phẩm chất tích cực trong con người của bạn rồi. Bạn sẽ thư giãn hơn, bạn sẽ cân bằng hơn, bạn sẽ bình an hơn. Dù là bạn vẫn chưa chấp nhận nổi đối tượng, nhưng mà bạn đang hồi phục dần cái năng lượng của mình. Và bạn đang trong tiến trình nới rộng dung lượng trái tim hồi nào bạn không hay. Nới rộng dung lượng trái tim là gì? Bớt đi theo phiền não của mình, bớt đi theo tâm mong cầu của mình, bớt đi theo sự đòi hỏi của mình. Mặc dầu là những đòi hỏi của bạn là chính đáng dành cho người thương của bạn, nhưng bạn biết là người thương của bạn đang không làm nổi, đang kiệt sức, bạn tạm thời không muốn nữa. Bạn tạm thời không muốn người đó phải thay đổi liền cho bạn nữa. Mặc dù cái muốn của bạn, tôi vẫn nhắc lại là chính đáng, nhưng mà nó chưa phù hợp. Người thương của bạn cần một vài sự nâng đỡ nữa, cần khơi dậy một vài tố chất nữa, và bạn cần thay đổi cái cách của bạn nữa ở một vài điểm, thì bạn có thể giúp đỡ được người thương của bạn. Còn bây giờ tạm thời gác lại cái chuyện thay đổi lẫn nhau, tạm thời gác lại câu chuyện là phải tha thứ hay là không tha thứ. Tạm thời chúng ta hãy giữ cái quan hệ như là tình bạn, như là những con người tử tế với nhau. Khoan xét, khoan phải giải quyết, khoan phải phán xét, khoan phải làm cho đâu ra đó. Chúng ta hay có thói quen là phải giải quyết đâu ra đó. Chẳng qua là tại vì chúng ta không kiềm chế được cảm xúc của mình. Bây giờ chúng ta trở về với chính chúng ta đi. Tạm thời quên đối tượng. Mà cái tạm thời quên này mà thành công á, thì vết thương chúng ta chữa lành rất là nhanh. Nói chung là trên ngành tâm lý trị liệu, người ta thấy rằng bạn chỉ trở nên khổ sở khi ký ức bạn nó cứ lặp đi lặp lại, nhớ tới nhớ lui những câu nói, những hành động.
Chứ trong giây phút hiện tại thì người này họ đâu có làm gì nữa đâu, phải không? Người đó chỉ làm trong cái quá khứ của họ thôi mà. Còn hiện tại có thể họ đã phục thiện rồi, hiện tại có thể là họ ăn năn dữ lắm rồi, hiện tại có thể là họ muốn tìm đường quay về rồi. Nhưng mà chúng ta không ghi nhận được, tại vì các bạn không hành thiền giỏi. Khi bạn hành thiền á, thì bạn sẽ học được một kỹ năng là nhìn đối tượng như chính đối tượng trong giây phút hiện tại đang hiện ra, chứ không phải là nhìn đối tượng bằng con mắt của quá khứ, con mắt của thành kiến, của định kiến. Trong giây phút này, tâm và thân của đối tượng đã vô thường, đã thay đổi. Và mình cũng vậy, mình cũng vô thường, mình cũng thay đổi. Có thể phút giây trước mình chưa chấp nhận được, nhưng mà phút giây sau mình phải tin vào điều đó, có thể chấp nhận được. Thì nếu mình xét là vẫn chưa chấp nhận được, nhưng mà bớt giận rồi, bớt căng thẳng rồi, bớt tiếp tục cấu xé nhau rồi, thì mình cứ tiếp tục cái khoảng thời gian đó, sử dụng cái khoảng thời gian đó vào cái việc quay về để nâng tầm bản thân của mình lên, khôi phục lại năng lượng và cho cái bản ngã mình những cái loại thức ăn đặc biệt. Đó là sự thư giãn, sự bình an, sự thảnh thơi, sự nhẹ nhàng và sự yêu thương. Thì bản ngã mình nó sẽ không còn điên cuồng, không còn lồng lộn, không còn cửa quậy, không còn khó chịu nữa. Khi bản ngã nó đã có thức ăn rồi, thì nó sẽ bớt tìm cầu ở bên ngoài. Và khi nó bớt tìm cầu bên ngoài, thì nó bớt đòi hỏi bên ngoài phải như thế này hay là như thế kia. Nó chấp nhận một cách dễ dàng tất cả. Đối tượng có như thế nào thì mình cũng thương. Tôi vẫn luôn nhắc nhở mình là nếu không thương được thì nhất định là không ghét. Và cố gắng thương tới hết mức có thể. Nếu không thể thì mình biết rằng là đó là sự giới hạn trong sự tu tập của mình. Chứ ít có đổi thừa tại đối tượng thế này, tại đối tượng như thế kia. Hay nói một cách khác là đối tượng có dù như thế nào thì tôi vẫn giữ được cái trái tim rộng lớn của mình, trái tim nhân hậu, đôn hậu của mình. Chứ mình nhất định là không có ăn thua đủ, nhất định không có ra tay, nhất định không có đáp trả lại cái sự không dễ thương của đối tượng. Và mở rộng dung lượng trái tim á, nó sẽ trở nên mãnh liệt hơn khi bạn đi vào cái giai đoạn của thiền tập, đó là tập thấu hiểu một đối tượng. Trăng khuya cũng nên tập thấu hiểu. Tại vì Trăng Khuya có một người bạn tên là Tánh Thấu Hiểu ngồi đó. Sẵn giới thiệu luôn, có thể cắt đoạn phim này ra cũng được. Thì khi mình bình tĩnh lại, khi mình có thời gian, khi mình bắt đầu tự nâng tầm bản thân mình lên là tôi nhất định phải chấp nhận được đối tượng này, thì chúng ta bắt đầu lên đường tìm hiểu tại sao người đó lại như vậy. Và trong quá trình tìm hiểu, bạn có thể nhìn thấy cái quá khứ tuổi thơ của họ. Họ đã từng bị bạc đãi như thế nào, từng bị bỏ rơi như thế nào, từng bị đối xử như thế nào, từng sống qua những cái môi trường như thế nào, rồi đã từng thất bại, đã từng trải qua bao nhiêu cái thăng trầm như thế nào, rồi họ đã đọc cuốn sách gì, họ đã nghe theo ai, để rồi cái nhận thức của họ sai lầm như vậy, để rồi tâm lý của họ bị lệch lạc như vậy, để rồi họ sở hữu một số cái bản năng yếu kém như vậy. Và càng hiểu là càng thương rồi quý vị. Hiểu mà hiểu đúng về đối tượng, chính xác về những gì xảy ra cho đối tượng, càng hiểu là càng thương. Mình hiểu mà mình không thương có nghĩa là mình đang hiểu theo cái kiểu của mình, mình đoán thôi, chứ mình chưa thật sự hiểu về đối tượng. Tại vì nếu mà giá như mình nhập vào được cái vai của đối tượng, mình chui vào trong tâm thức của họ, để mình thấy cái sự ăn năn của họ, cái sự quyết tâm muốn trồi lên nhưng mà nó cứ tụt xuống của họ, thấy được cái sự mặc cảm tự ti của họ, thấy được những cái vụng về yếu kém trong cái kỹ năng của họ mà họ rất là muốn khôi phục, rất là muốn thay đổi mà tới giờ vẫn chưa thay đổi được, thì bỗng dưng mình thấy thương.
Mình thấy thương khi mình thấy đó không còn là một người bạn đời nữa, mà đó là một người bạn, đó là một chúng sinh, đó là một sinh linh màu nhiệm, đó là một con người cần được giúp đỡ, cần được thương yêu. Và chúng ta vô tình đã bước lên một cái việc như vậy, trí khác trong đời sống, một bậc đại nhân, một bậc trượng phu, một người có trái tim rộng lớn, nhưng tâm thức cộng đồng rất là mãnh liệt. Họ có thể tác động vào bạn bất cứ lúc nào. Họ nói mình như vậy là dại dột, mình như vậy là hèn yếu, mình như vậy là thô thiển. Và cho dù họ không nói gì cả, nhưng mà mình nhìn xung quanh mình không ai làm như vậy hết. Ai cũng ăn thua đủ, ai cũng sòng phẳng hết. Cho nên con đường mà trở về để phát triển tâm từ, để yêu thương một đối tượng mà không cần điều kiện hoặc là rất ít điều kiện, thường là con đường đơn độc. Nhưng không sao, chính lòng từ đã làm cho chúng ta có hạnh phúc. Chính lòng từ đã làm cho trái tim ta ấm áp. Trong cái cuốn Hiểu về trái tim, tôi có làm 4 câu thơ là: thắp lên ngọn lửa hồng, ấm áp giữa trời đông, giữa cõi đời lạnh lẽo, cần nhau một tấm lòng. Cần nhau một tấm lòng là dựa trên câu nói của anh Trịnh Công Sơn là sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Một cái thứ mà gió có thể cuốn đi được, nó phải nhẹ lắm, nó nhẹ như một sợi lông hồng vậy. Cho nên gió cuốn là nó có thể đi được. Khi mình thương yêu một người nào mà mình không có đặt điều kiện hoặc là rất ít điều kiện, người đó dù có làm gì đi chăng nữa thì mình vẫn thương yêu, không bao giờ muốn bỏ người đó. Dù bây giờ chưa giúp được thì lúc khác sẽ giúp. Thì đó là một cái tấm lòng lớn, rất cần trong cuộc đời này, rất hiếm hoi trong cuộc đời này. Nếu bạn sở hữu tấm lòng đó thì đó là một điều rất đáng ngưỡng mộ. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Trịnh Công Sơn không nói tấm lòng đó là như thế nào, chỉ nói là nó nhẹ nhàng thôi. Mà một thứ nhẹ nhàng là cái thứ không nặng nề, mà cái thứ nặng nề chính là cái thứ có quá nhiều đòi hỏi, quá nhiều yêu sách, quá nhiều điều kiện. Và trong mỗi chúng ta, ai cũng có cái khả năng đó, yêu thương những đối tượng của mình một cách rất ít điều kiện. Chỉ khi nào chúng ta phá vỡ được tâm sợ hãi, chỉ khi nào chúng ta thấy được cái bản ngã của mình là tất cả mọi đối tượng xung quanh mình, họ đang gắn kết vào mình, họ đang tương tác vào mình để tồn tại. Chỉ khi nào chúng ta tìm được cái giá trị bình an hạnh phúc đích thực từ nó chính mình chứ không phải nơi đối tượng nữa, thì lúc đó tâm từ sẽ tự động mở ra. Bạn không chỉ thương yêu được một người, mà bạn có thể thương yêu được rất rất là nhiều người. Tóm lại, để có thể mở rộng dung lượng trái tim, bước đầu tiên bạn phải dành nhiều thời gian để trở về thiết lập lại đời sống cân bằng ổn định của bạn. Bước kế tiếp, bạn dành nhiều thời gian cho bản thân của bạn để chữa lành những vết thương trong tâm hồn của bạn. Tại vì khi mà bình thường thì mình chấp nhận đối tượng rất là dễ, nhưng một khi vết thương mình nó hoạt động trở lại, ngọn núi lửa đã hoạt động trở lại rồi, thì cái việc chấp nhận trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Và chúng ta đừng có đánh đồng toàn bộ con người mình với cái giai đoạn khó chấp nhận này, mà chúng ta hãy dành một khoảng thời gian vừa đủ để chữa lành cái vết thương của mình. Và khi vết thương được chữa lành rồi, bạn hồi phục trở lại, thì việc chấp nhận người thương của mình, những người khó khăn xung quanh mình không còn khó khăn nữa. Nói một cách khác là khi bạn đang khó chấp nhận người nào, bạn nên xét tới yếu tố là mình có đang bị vết thương chi phối hay không. Và khi mà bạn đã dành đủ thời gian để trở về chăm sóc chính bản thân mình bằng cái phương pháp thiền hay là bất cứ phương pháp nào đó, để tâm bạn luôn an trú trong hiện tại, bạn thưởng thức được những điều kiện hạnh phúc của bạn đang có, thì cái bước thứ ba đó là bạn dành nhiều thời gian để tìm hiểu đối tượng, tìm hiểu đời sống của đối tượng càng sâu càng nhiều, càng lấy được nhiều thông tin. Bạn đến gặp mẹ của chàng, gặp ba của chàng, xin lỗi nàng cũng được, là để Trăng Khuya tưởng ám chỉ Trăng Khuya nữa. Rồi bạn đi tìm những người bạn, những người đã từng gắn bó, đã từng lớn lên với con người đó. Rồi bạn có thể đi tham khảo với cả những chuyên gia tư vấn tâm lý, với các bậc thiền sư, những người có những kinh nghiệm về tâm linh để cho bạn những cái lời khuyên bổ ích. Mặc dù là bạn biết phải tha thứ rồi, nhưng bạn cần thêm năng lực để yểm trợ, cần một cái người nào đó có thông tuệ
cho bạn một lời khuyên là hãy cố gắng lên, bạn đang chọn đúng con đường rồi đó, con đường để trở thành một con người cao thượng, thì bạn như tiếp thêm được sức mạnh để hoàn thành cái sứ mệnh trong cuộc đời này. Và trước khi chúng ta rời bỏ cuộc đời này, chúng ta mỉm cười hạnh phúc, tại vì ít nhất là chúng ta không có oán thù, hoặc là chúng ta đã thương yêu một cách trọn vẹn nhất đối với những người thương yêu của mình. Tất cả cũng tàn phai, chỉ tình thương ở lại. Những gì trao hôm nay sẽ theo nhau mãi mãi. Dạ, mình còn nửa tiếng nữa để đến phần vấn đáp. Nhưng mà khi nghe sư chia sẻ thì con xin 5 phút để con chia sẻ về câu chuyện của con. Nãy giờ khi nghe sư nói về những cái cách để mở rộng dung lượng trái tim, và trong nghe suốt cái chương trình này thì Trăng Khuya nghĩ về một người, đó là mẹ của mình. Từ lúc mà lấy nhau về được mấy hôm là mẹ Trăng Khuya phải chịu những cái áp lực tinh thần rất là lớn, tại vì sự chênh lệch về học thức. Mẹ thì học không cao mà bố thì là cực kỳ nổi bật, rất là thông minh và nổi tiếng là người có IQ cao, cho nên ông biết cách để nói những lời mà làm đau lòng người khác. Một trong những người mà biết cách để làm cho bạn không thể nào mà tin tưởng vào bản thân mình nữa. Tức là ông gọi là, nếu mà ở Mỹ thì gọi là tra tấn về tâm lý rất là nặng nề. Và suốt tuổi thơ là anh chị em trong gia đình là phải chứng kiến không biết bao nhiêu lần ăn cơm trong nước mắt. Rồi nói chung là bị bạo hành rất là nhiều về tâm lý. Và đến nỗi mà lần nào mà hãy có cãi nhau là chị em vô xách đồ cho mẹ, khuyên mẹ đi đi. Đến mức đó mà con nít mà ai cũng biết là mình cần cả cha lẫn mẹ. Nhưng mà nói thế để mọi người biết là cái không khí lúc đó cực kỳ nặng nề. Và mẹ Trăng Khuya là bà phải gồng mình lên chịu. Và có đi vài lần nhưng mà cũng về. Và mẹ nói là mẹ không đi được là vì con. Và bà hy sinh liên tục trong bà, thường những lúc đó thì mẹ không có trả lời gì hết, mẹ chỉ khóc thôi. Thì bà hy sinh liên tục trong nhiều năm, cho đến khi mà các con trưởng thành. Và tạm thời bây giờ là cái không khí gia đình nó đã nhiều năm nay nó đã trở lại một cái, phải nói là ở dưới quê là gia đình Trăng Khuya là khá ổn nhất. Nó hòa thuận, rồi bố cũng thay đổi. Cố tật thì vẫn còn, lâu lâu là vẫn, nói chung ông phải nói là ông cũng không khỏe, nên ông cũng hay có tiết ra những cái năng lượng á. Và mỗi lần như vậy vẫn lặp lại những cái lỗi hồi xưa, nhưng mà đã đỡ hơn, đã tiến bộ hơn rất là nhiều. Nhưng mà Trăng Khuya muốn kể ở đây là mẹ Trăng Khuya đã làm gì để có thể vượt qua những giai đoạn đó, và bà đã có được những cái gì. Thì nếu như ngày xưa mà bà không đi là vì con á, thì bây giờ bà không đi là vì những cái lời, những cái chất độc mà bố Trăng Khuya tiết ra nó không còn ảnh hưởng đến mẹ nữa. Mẹ nói là bà không phải là vô cảm đâu, nhưng mà bà hiểu tại sao ông nói những lời đó. Hồi xưa cũng nghe câu chuyện của bố rồi, nhưng mà có thể là bà chưa thấu hiểu. Mà bây giờ bà biết là tại vì bố mồ côi mẹ rất là sớm, và sống với mẹ ghẻ, rồi phải xa nhà, phải, tức là có rất là nhiều cái tuổi thơ mà đau khổ. Và mẹ nói một câu là đối với bố, ông chỉ thương duy nhất là bà nội thôi. Và mẹ tôn trọng điều đó. Có thể ông không yêu mẹ, không thương mẹ, nhưng mà chỉ cần ông thương nhất bà nội. Và mẹ tôn trọng chuyện đó. Thế rồi mỗi lần mà bố la mẹ thì mẹ làm gì? Mẹ nói, mẹ mỗi lần sau chuyện đó mẹ gọi lên cho Trăng Khuya thì mẹ tỉnh bơ. Mẹ nói ổng nói vậy đó. Cái mẹ cười, nói vậy sao mẹ chịu được. Mẹ nói là mẹ đi mở thư của con ra đọc, thư của Pháp Hành ra đọc. Rồi tụi con hay làm những cái nhỏ nhỏ, gửi trên đó khắc những cái là con thương mẹ, mẹ cố lên nhé, rồi mẹ dán đầy nhà hết trơn. Rồi mẹ đi trồng cây, tưới hoa, nấu cơm, pha trà. Và mẹ không có bao giờ mẹ nói ba la thì mẹ đi chỗ khác. Ba tiếp tục đi theo mẹ la thì mẹ cười, mẹ đi chỗ khác. Mẹ không có thực tập thiền mà không biết sao lại chịu được như vậy, rất là hay. Và lúc nãy sư có nói là con người mình đó có thể đạt được một cái trạng thái an lạc và hạnh phúc khi mình tách ra, mình đi tìm một môi trường dễ chịu. Nhưng mà mình hoàn toàn có thể có được một cái hạnh phúc lớn hơn thế rất là nhiều nếu mình ở lại. Thì Trăng Khuya muốn dẫn chứng là vậy. Tại vì đối với bố thì chắc chắn là có sự chuyển biến rất nhiều. Nếu như năm xưa mẹ bỏ đi thì chắc chắn là ông sẽ có một cuộc sống tiếp theo đó rất là tệ. Tại vì trong sớm mà ai gặp cũng khuyên là đi hết, không ai đồng ý hết. Thậm chí ông nội bà nội, nói chung là không ai chấp nhận được.
Nhưng mà mẹ đã ở lại và bố đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều. Tại vì đối với mẹ, mẹ không chịu được người này thì không ai sống được với ông cả. Và mẹ đã ở lại để cho chị em Trăng Khuya có một gia đình đầy đủ. Và sự hiện diện của bố, dù bố còn nhiều khiếm khuyết, nhưng mà nó đã cổ vũ tinh thần cho chị em Trăng Khuya rất là nhiều, là mình còn gia đình nguyên vẹn. Và chính sự hy sinh của mẹ đã làm được điều đó. Nó luôn, mẹ luôn là một cái tượng đài để cho chị em con nghĩ về. Và con nghĩ là đó là một cái thành công rất là lớn của người mẹ, người phụ nữ. Yeah. Cảm ơn quý vị đã nghe. Cảm ơn chia sẻ của Trăng Khuya. Hy vọng Trăng Khuya tiếp nối được hạt giống ấy của mẹ. Trong cái câu chuyện của Trăng Khuya, tôi còn thấy thêm cái đức tính kiên trì của mẹ Trăng Khuya đó. Mà tôi cũng muốn chia sẻ cái ý sau đây với quý vị là nhiều khi cái sự hy sinh của mình nó bắt đầu thành công, nó có hiệu quả, thì mình bị những cái tác động bên ngoài. Ví dụ như mẹ Trăng Khuya chia sẻ với Trăng Khuya những cái gì bà đang xảy ra, thì thường thường con vì thương mẹ đó, thậm chí là có những đứa con khuyên mẹ thôi bỏ bố đi, hay là mẹ nên rời bố thời gian cho bố tự biết thân, rồi bố sẽ thay đổi. Và đã có những người mẹ nghe theo lời khuyên của con mà tuột xuống cái nấc thang mình đã cố gắng lắm mới lên được tới đó. Hoặc là nghe lời khuyên của gia đình thân ruột của mình, như là cha mẹ khuyên thôi mày bỏ cái thằng đó đi, nó tệ quá, tại sao mình phải khổ như vậy. Hoặc là nghe lời khuyên của một người bạn, mà nếu cái tình thương không đủ lớn, cái niềm tin sâu sắc vào những cái giá trị tốt đẹp của người kia vẫn còn sâu thẳm ở bên trong đó, nó không đủ mạnh, thì mình sẽ bị lung lay trước những cái lời khuyên đó. Tại sao mà con có thể đạt được một cái dung lượng trái tim như mẹ được? Mẹ thương bố ở một cái dung lượng trái tim nó rất là lớn rồi, mẹ đã trải nghiệm nhiều năm rồi mẹ mới đạt được tới đó, thì con chưa trải nghiệm, con chưa có lập gia đình, hoặc là con chưa có được trải qua những cái thăng trầm như mẹ, thì con không thể nào đưa trái tim con ra để buộc mẹ phải đi theo cái trái tim như con được. Mẹ vẫn là mẹ, dù là mẹ biết là nếu tiếp tục chấp nhận nữa thì mẹ sẽ đón nhận thêm những cảm giác khó chịu, thêm những khó khăn, nhưng mà tại sao mẹ vẫn tiếp tục chọn lựa? Là tại vì mẹ có niềm tin sâu sắc vào những đức tính quý giá khác của bố. Tại vì mẹ vẫn còn tin rằng tình thương có thể làm con người ta thay đổi được. Tại vì mẹ tin rằng mẹ thật sự là yêu bố, và bố đáng để đón nhận cái tình thương đó. Cho nên mẹ vẫn kiên trì ở lại. Thì tôi thấy những bà mẹ Việt Nam ngày xưa, mẹ tôi cũng vậy, có những cái sự hy sinh rất là lớn. Ngày xưa ít có sự chọn lựa quý vị. Cái cơ chế còn chọn lựa của con người nó không có bị kích động nhiều, kích hoạt nhiều như là bây giờ. Thời buổi kinh tế thị trường bây giờ có quá nhiều sự thuận lợi, cho nên người ta dễ chọn lựa, nhất là văn hóa Tây phương du nhập. Nếu mà bạn sống người này một thời gian không nổi, là bạn có thể nghĩ tới một sự chọn lựa, đó là thoát khỏi người này để tìm một người khác. Nó dễ hơn rất nhiều so với ngày xưa. Thật ra phụ nữ ngày xưa cũng có những người khổ vì chồng, nhưng người ta không dám nghĩ tới cái chuyện phải thay đổi. Thứ nhất là vì cái phong kiến thời đó rất là nặng nề, bạn làm chuyện đó bạn là người xấu xa, bạn là người đáng bị coi thường. Thứ hai là thiết lập một đời sống hôn nhân trở lại nó khó kinh khủng lắm. Nó ảnh hưởng tới tông chi họ hàng, nó ảnh hưởng tới dòng tộc, ảnh hưởng tới bạn bè, nhiều thứ. Cái thứ ba là họ biết là họ còn có thể hy sinh được nữa mà, tại sao phải dừng lại, tại sao lại tiếp tục chối từ cái công cuộc hy sinh đó. Tại vì họ hy sinh như vậy, họ nghĩ là nó đáng một cái kiếp sống của họ, họ chọn lựa, chứ không ai ép họ phải hy sinh nữa. Cũng có những trường hợp là cha mẹ ép uổng, có những trường hợp người phụ nữ Việt Nam họ chọn lựa. Khi chúng ta không còn so sánh nữa, khi chúng ta không còn có một cái gì hấp dẫn phía trước để chúng ta lao tới nữa, chúng ta chỉ có đối tượng đó thôi. Bài thực tập mà trời đất giao chúng ta chỉ có nhiêu đó thôi, thì chúng ta sẽ làm được, làm rất tốt. Còn nếu chúng ta vẫn còn sự chọn lựa, vẫn còn móng tâm đi tìm những cái dễ chịu hơn, những cái hấp dẫn hơn, thì sự nỗ lực của chúng ta không có kết quả được, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải bỏ cuộc thôi.
ngàn xưa, từ ngàn xưa chẳng vẫn chưa hề lặng. Ta đi vào viễn xứ chẳng đưa lối ta về. Trùng dương muôn bến mong nên ta vẫn còn đi. Trăng huyền không mơ hồi, hương lan ngát bên đồi. Mấy ngàn phương về hồi, giờ tao ngộ đến rồi. Quê hương vẫn là đây, chắn vẫn mãnh trăng này. Ngàn sâu ngàn sau nữa, lòng lòng giữa trời mây. Trùng dương muôn bến mộng nên ta vẫn còn mê. Trăng huyền không mơ hồi, hương lan ngát ngàn phương về hồi, giờ tao ngộ đến rồi. Quê hương vẫn là đây, chẳng vẫn mãnh trăng này. Ngàn sâu nữa, lòng lòng giữa trời mây.